hàng trăm nghìn nghề đang thoi thóp trước dịch do bị ảnh hưởng của sự đứt gãy chuỗi cung ứng, duy chỉ riêng một ngành vẫn nhờn nhơ và trở nên bành trướng. Một sự thật là ngành vận tải biển đang bội thu, một bước lấy lại phong độ và khôi phục như thời Hoàng Kim vào năm 2008. Để biết được ngành vận tải đã trở mình như thế nào, mời bạn cùng góc nhìn doanh nhân tài chính số hôm nay tìm hiểu ngay nhé! Ngành vận tải biển thắng đậm. Dù là tàu vận chuyển loại nào đi nữa, thu nhập mà chúng tạo ra cho các hãng tàu biển được thông báo tăng vọt ở mọi phân khúc. Với thực tế, ngành vận tải biển là một ngành quan trọng, đảm trách 80% dòng chảy thương mại toàn cầu. Mức thu nhập tăng vọt này lan tỏa đến mọi ngóc ngách của nền kinh tế. Cơn bùng nổ vận tải biển vào năm 2008 đã tạo ra làn sóng đóng tàu mới khổng lồ nhưng đã nhanh chóng lụi tàn vì nhu cầu sụp đổ khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu gây ra cơn suy thoái nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên. Đánh giá về sự trỗi dậy mạnh mẽ của cơn bùng nổ vận tải biển hiện nay có hai điều kiện tất yếu làm đòn bẩy cho thời hoàng kim ngành vận tải trỗi dậy. Thứ nhất, nền kinh tế thế giới tái mở cửa sau cao trào khủng hoảng đại dịch COVID-19 hồi năm ngoái, thúc đẩy nhu cầu hàng hóa và nguyên vật liệu thô. Thứ hai, đại dịch tiếp tục gây gián đoạn các chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến các cảng tắc nghẽn và các tàu bị mắc kẹt lâu hơn. Tất cả những điều này hạn chế lượng tàu sẵn sàng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Nhờ đó, đa số phân khúc trong ngành vận tải biển chứng kiến thu nhập tăng mạnh trong những tháng gần đây. Phân khúc chở container được hưởng lợi lớn nhất. Theo dữ liệu của hãng Clarkson Research Service, ngành vận tải biển đang kiếm được mức thu nhập hàng ngày cao nhất kể từ năm 2008. Ngoại trừ mảng tàu chở dầu và khí tự nhiên hóa lỏng LNG, các phân khúc khác của vận tải biển đều tăng trưởng thu nhập chóng mặt. Phân khúc vận chuyển container được hưởng lợi lớn nhất với giá cước tăng nhanh chưa từng thấy lên các kỷ lục mới. Chi phí vận chuyển container 40 feet từ Trung Quốc sang châu Âu giờ đây lên mức 14.287 đô la, tăng hơn 500% so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng trước, hãng vận tải Maersk, hãng vận tải biển lớn nhất thế giới của Đan Mạch, đã nâng dự báo lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay EBITDA trong năm nay thêm gần 5 tỷ đô la, lên mức 18-19,5 tỷ đô la. Giá cước chở hàng khô tăng điên loạn. Trong khi nhu cầu hàng hóa tiêu dùng sau dịch và sự đứt gãy chuỗi cung ứng đã chắp cánh cho thị trường vận chuyển container, đà phục hồi của nền kinh tế toàn cầu đang nóng hơn bao giờ hết cho nhu cầu nguyên vật liệu thô, giúp giá cước của tàu chở hàng khô tăng mạnh. Gần đây, giá cước trong phân khúc tàu chở hàng khô lên mức cao nhất trong 11 năm và có rất ít dấu hiệu cho thấy giá cước ở phân khúc này sớm hạ nhiệt vì nhu cầu tiêu dùng dự kiến vẫn duy trì mạnh mẽ trong những tháng còn lại trong năm nay. Theo Ted Petrone, Phó Chủ tịch công ty Navios Maritime Holdings đang sở hữu đội tàu chở hàng khô, cho biết nhu cầu các vật liệu khoáng sản cộng với tình trạng gián đoạn logistics do tác động của COVID-19 đang hỗ trợ giá cước giao ngay và tương lai trên thị trường vận chuyển hàng khô bằng đường biển. Một số hãng tàu chở hàng khô thậm chí chuyển sang chở container để tăng lợi nhuận. Hãng tàu Golden Ocean Group, Na Uy là một trong những công ty đang cân nhắc về ý tưởng này. Mặc dù các hãng vận chuyển có thể kiếm thêm lợi nhuận nhờ sự chuyển đổi này, nhưng kèm theo đó là rủi ro vì các tàu chở hàng khô không được thiết kế để chở các container cồng kềnh. Cũng được biết, giá cước tàu chuyên dụng chở xe cộ cũng đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2008. Len lỏi giữa sự tăng trưởng vượt bậc, phân khúc tàu chở dầu là điểm tối hiếm hoi của ngành vận tải biển vì đang thua lỗ trong phần lớn năm nay. Với việc liên minh OPEC, các thành viên của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đồng minh ngoài OPEC vẫn hạn chế sản lượng, đội tàu chở dầu trở nên dư thừa công suất, khiến giá cước của chúng suy giảm. Tuy nhiên, giá cước tàu chở dầu dự báo sẽ bắt đầu phục hồi vào tháng 10 tới, khi lượng dầu dự trữ được xuất ra nhiều hơn và nhu cầu vận chuyển tăng lên, theo nhận định của các nhà phân tích ở công ty Pareto Securities. CMA CGM tiên phong trong đóng băng giá cước vận tải. Hãng vận chuyển container lớn thứ ba thế giới CMA CGM cho biết sẽ duy trì mức giá cước giao ngay trong 5 tháng tới trước những áp lực từ một số khách hàng và cơ quan điều hành các nước. Trên trang web chính thức của mình, hãng đã đưa ra quyết định sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 9 tháng 9 năm 2021 và kéo dài tới ngày 1 tháng 2 năm 2022. CMA CGM khẳng định họ ưu tiên quan hệ dài hạn với các khách hàng khi đối mặt với tình huống chưa từng có tiền lệ trong ngành vận tải biển. Thay vì tối đa hóa lợi nhuận trong ngắn hạn, động thái của CMA CGM được xem có tác động đến các đối thủ cạnh tranh và kiềm chế vòng xoáy tăng giá trên thị trường.
Hiện chi phí vận chuyển container có chiều dài 40 feet, tương đương 12 mét, từ Thượng Hải tới Los Angeles đang đứng ở mức 11.569 USD, cao gần gấp 8 lần so với giá cước trước đại dịch. Trong quý 1 năm nay, CMA CGM ghi lợi nhuận ròng 2,1 tỷ đô la, tăng hơn 2.000% so với cùng kỳ năm ngoái. Hãng vận tải biển Hapag-Lloyd, Đức cũng cho biết đã dừng tăng giá cước giao ngay trong những tuần qua giữa lúc các hãng tàu đối mặt với sự bất mãn và chỉ trích ngày càng gia tăng của các chủ hàng và các cơ quan quản lý. Các động thái đóng băng giá cước giao ngay của CMA, CGM và Hapag-Lloyd sẽ gây sức ép cho các đối thủ khác bao gồm Maersk và MSC, hãng tàu của Ý và Thụy Sĩ, có thể buộc họ phải hành động tương tự. Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Đừng quên để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi biết nhé!